Dạ Phật. Dạ xin mời quý vị Phật tử chúng ta chắp tay trang nghiêm để chúng ta niệm cờ Phật cầu gia bị Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin gửi lời kính chúc sức khỏe và chúc cho quý vị Phật tử hôm nay thân khỏe, tâm an, trí sáng, và quý vị luôn tinh tấn tu tập trong ánh đạo pháp của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, trong cuộc sống hàng ngày của quý vị thì chắc khó tránh khỏi chúng ta có những cái phiền muộn đưa đến cái khổ đau trong cuộc sống, trong cái đời sống hàng ngày. Có những cái khổ đau do lòng tham chi phối, có những khổ đau do tham ái, có những cái khổ đau do chúng ta lầm lạc si mê và thiếu hiểu biết, có những cái khổ đau do sự chấp ngã chi phối chúng ta. Chính vì vậy nên là có những lúc chúng ta vẫn biết những cái khổ đau đó nó hiện hữu, nhưng mà chúng ta không biết cách nào và khó có thể chuyển hóa được những cái khổ đau đó, mà những cái phiền muộn trong đời sống hàng ngày của các vị và những cái phiền muộn thường vướng mắc vào, chúng ta buông không đành, chúng ta nghĩ không thông và chúng ta nhìn không thấu, hoặc là chúng ta quên không được. Vậy thì để cho chúng ta học cách buông bỏ những cái phiền muộn, đó, thì chúng ta học cái đời để chuyển được cái đời sống chúng ta an lạc thảnh thơi. Vậy thì hôm nay thầy xin chia sẻ với quý vị về chủ đề là buông bỏ những phiền muộn để cho tâm chúng ta được nhẹ nhàng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong giáo lý của Tứ Diệu Đế thì Đức Phật dạy chúng ta là buông bỏ là cái ý muốn chúng ta được tự do, chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau lặp đi lặp lại kéo dài và trong cuộc sống của chúng ta và trong cuộc sống của tất cả mọi người. Vậy thì cái phiền não ở đây chính là những cái phiền muộn ở đây chính là phiền não đưa chúng ta đến cái con đường khổ đau. Vì chúng ta buông bỏ là chúng ta buông bỏ những cái hoài niệm về quá khứ, chúng ta buông bỏ những cái muộn phiền và chúng ta chia tay với những cái gì quá khứ vừa đem đến cho chúng ta đau khổ, hoặc là chúng ta tiếp nối những cái quá khứ mà chúng ta giữ mãi trong lòng. Vậy thì chúng ta buông bỏ để chúng ta có thể học được những cái mới hơn, tốt hơn, hoặc là chúng ta buông bỏ để chúng ta tha thứ những cái sai lầm của bản thân mình, những cái sai lầm của người khác, và chúng ta bao dung với những cái khuyết điểm mà của những người khác để cho tâm chúng ta được nhẹ nhàng. Vậy thì thưa với các vị, hôm nay thì thầy xin chia sẻ với các vị về bốn cái bước để chúng ta có thể buông bỏ một cách nhàn những phiền muộn hoặc những cái phiền não của chúng ta. Thì bốn cái bước đây, bốn cái bước này gồm: chúng ta chấp nhận cái khổ đau là hiện thực, và thứ hai là chúng ta khoanh vùng truy tìm những cái nguyên nhân gốc rễ của khổ đau, thứ ba là chúng ta làm cho những cái trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc đưa đến đời sống an lạc thảnh thơi, và thứ tư là chúng ta thực tập dứt các cái phiền não bằng con đường chánh đạo. Thì thầy xin bắt đầu và chia sẻ cái phần đầu tiên, cái bước đầu tiên đó là chúng ta chấp nhận cái khổ đau là hiện thực. Thì thưa với các vị, chúng ta trong cái chấp nhận khổ đau là hiện thực này thì chúng ta gồm có những cái phần như là chúng ta không chạy trốn khỏi khổ đau, chúng ta không phớt lờ những cái khổ đau, và chúng ta không cường độ hóa cái nỗi khổ và niềm đau của chúng ta. Chúng ta không phóng đại những cái khổ đau đó. Thì có một câu chuyện về chuyện ngụ ngôn về con chim cú và chim sáo.
Khi mà con chim sáo thấy chị chim cú đang buồn rầu, cái thái độ rất là mệt mỏi, thì chim sáo mới hỏi chim cú rằng sao chị lại buồn thế, chị có chuyện gì không, tôi có thể giúp chị được cái gì thì chị hãy chia sẻ cho tôi. Thì chim cú mới nói với chim sáo rằng là tôi đang buồn và có thể tôi phải chia tay với lại mọi các bạn ở nơi này, bởi vì tôi ở đây thì mọi người lấy đá lấy gạch ném tôi, đuổi bắt tôi, thậm chí có những người con người còn có thể là bẫy để bắt tôi, bởi vì mọi người cho rằng cái tiếng kêu của tôi ấy làm cho cái điều đem cái điều xấu, đem cái điều xui xẻo đến cho con người. Thì con chim sáo với suy nghĩ một hồi và với chim cú rằng theo tôi thì chị nên thay đổi cái tiếng hót của mình, chị nên thay đổi cái tiếng kêu của mình, và nếu như chị không thay đổi cái tiếng kêu của chị thì chị ở bất cứ nơi nào thì cũng bị người ta đánh đuổi, người ta bắt. Thế thì đây là một câu chuyện ngụ ngôn được kết thúc ở đó. Chúng ta thấy một cái điều rất là sâu sắc, như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng thế, nếu như mà chúng ta không chấp nhận cái hiện thực, chúng ta không chấp nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, mà chúng ta mãi trốn tìm, mãi chạy đua, thì chúng ta sống ở đâu cũng gì cũng có thể đau khổ. Cũng giống như là chúng ta lớn tuổi rồi thì chúng ta biết rằng con người chúng ta sinh ra, lớn lên, già, bệnh và chết, đó là một quy luật rất là tự nhiên. Thì cái quy luật này, người lớn tuổi thì sao ra, thường là sẽ bị mắt mờ, chân run, rồi tai điếc, ốm đau bệnh tật, thì cái điều đó nó sẽ xảy ra đối với chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta biết là thay đổi cách ăn uống, đối với người lớn tuổi thì chúng ta giảm bớt ăn những cái đồ chiên nóng, hoặc là chúng ta thay đổi cái cách ăn uống rồi tập thể dục để giữ gìn được cái sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Thế thì chúng ta biết mà thay đổi, biết chấp nhận cái hiện thực thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng, và thứ hai là chúng ta không phớt lờ những cái khổ đau của chúng ta, không làm cho cái phóng đại những cái khổ đau của mình lên để cho cảm giác như mọi người quan tâm tới chúng ta, là chúng ta muốn mọi người chia sẻ với chúng ta. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có chúng ta là khổ nhất, không ai khổ bằng bằng chúng bằng tôi. Có những cái nhiều những cái cuộc hôn nhân tan vỡ là do những cái suy nghĩ tiêu cực, hoặc là những cái suy nghĩ tiêu cực đó mà khi mà họ ăn không được thì họ há cho hôi, hoặc là ăn không được thì đạp cho đổ. Nhưng mà trong cuộc sống thì các vị cũng thấy rằng là có rất là nhiều những cái khổ đau và những cái cuộc chia ly như thế, nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái gia đình tan vỡ về cuộc hôn nhân, như là vợ rất là văn minh, như là vợ chồng MC Thảo Vân và nghệ sĩ ưu tú Công Lý, hoặc là những cái cuộc chia tay như Tổng thống Nga Putin, ông chia tay cùng với người vợ của mình trong một buổi xem phim, và họ chúc nhau những cái lời tốt đẹp trước sự chứng kiến của những người hâm mộ. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta biết trải nghiệm, biết những cái gì hiện thực để chúng ta có được cái tâm chúng ta nhẹ nhàng hơn. Và qua phần thứ hai là chúng ta tìm hiểu về chúng ta khoanh vùng và chúng ta truy tìm những cái nguyên nhân gốc rễ của khổ đau. Thì thưa với các vị là cũng giống như là một cái giọt dầu khi mà vừa rớt xuống nước thì chúng ta vớt cái giọt dầu đó lên ngay, chúng ta sẽ không bị một cái họa, đó là họa lan cái dầu đó ra khỏi mặt nước và làm ô nhiễm môi trường của cái khu vực đó. Thì trong cuộc sống của các ông chúng ta cũng thế, cũng có nhiều những cái câu những cái nỗi khổ niềm đau, và có những cái khổ mà do sự giận dữ, có những cái nỗi khổ niềm đau do lòng tham chi phối, và cũng có những cái nỗi khổ do si mê thiếu hiểu biết, và những cái nỗi khổ do tham ái cố chấp, chúng ta chấp mọi thứ gây lên. Và trong câu chuyện
phấn động hay gió động, mà khi mà lục ngài lục tổ Huệ Năng đến chùa Tháp Tánh và thấy hai vị tăng đang bàn tán với nhau là cái phấn nó động hay là gió động, thì ngài lục tổ Huệ Năng với thưa nói rằng: thưa nhân giả, hãy cho tôi một lời chia sẻ. Và ngài nói rằng là phấn cũng không phải là phấn động, cũng không phải là gió động, mà do tâm chúng ta động. Thế thì nếu có gió thì phấn mới bay, còn phấn bay thì chúng ta biết được là có gió. Vậy thì do cái lòng chúng ta chấp, chúng ta tranh cãi, và chúng ta luôn cho rằng cái ý của mình là đúng, cái suy nghĩ của mình là đúng, và những cái điều của người khác nói là không đúng. Trong những cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì có rất nhiều những cái chuyện khổ đau, như là chúng ta bị ngộ nhận, hoặc chúng ta bị hiểu lầm, hoặc là bị thị phi, hoặc bị những cái điều chúng ta bị xuyên tạc hoặc vu khống, rồi chúng ta bị xúc phạm về danh tính, chúng ta đứng ngồi không yên. Có những cái phiền não là chúng ta bị áp lực vào cuộc sống, áp lực vào công việc, chúng ta bị lôi quấn bởi cơm áo gạo tiền, thăng trầm vinh nhục, có lúc lên voi, có lúc xuống chó, đưa đẩy chúng ta như là một cái loại một bình trôi, hay đây mai đó. Và chúng ta bị lệ thuộc, bị chi phối bởi nhiều những cái hoàn cảnh ngoài ý muốn xảy ra cho chúng ta. Vậy thì có những cái loại phiền não mà do chúng ta bực tức, khó chịu bởi những cái mối quan hệ, như mối quan hệ gia đình, mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, rồi bạn bè, đồng nghiệp, hoặc là cấp trên đối với cấp dưới, hoặc là những cái mối quan hệ hàng xóm. Chúng ta có rất nhiều những cái nhân duyên về khách quan hay chủ quan làm cho chúng ta có những cái phiền não mà chúng ta cảm thấy không biết cách nào để chúng ta buông bỏ. Vậy thì trên tinh thần chúng ta biết buông bỏ, xả đi những cái phiền não mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta xem đó như là một cái món ăn tinh thần. Vì chúng ta có được những cái sự buông bỏ đó, nó cũng giống như là chúng ta thay cái lá vàng của mùa thu, để chúng ta đón nhận một cái mầm mống đâm chồi nảy nở của cái lộc mùa xuân. Cũng giống như là quá khứ đã qua đi, và chúng ta chữa lành những cái vết thương của mình để chúng ta đón nhận một cái mùa xuân tươi đẹp, mùa xuân có nhiều hoa và hoa nở rất đẹp. Và muốn có được cái buông bỏ những cái muộn phiền, buông bỏ những cái quá khứ khổ đau, buông bỏ những cái điều mà người khác đem đến cho chúng ta, thì chúng ta phải học cách, chúng ta phải mở rộng trái tim của mình ra. Và trong câu chuyện trong nắm muối trong kinh Tăng Bộ chương 3, phẩm hạt muối, Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ kheo, ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ, nước trong chén ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được. Nhưng có người bỏ nắm muối vào nước sông Hằng, khối nước ấy rất lớn, không vì nắm muối này mà trở thành mặn và không uống được. Thưa với các vị là câu chuyện này thì rất là tâm đắc, và luôn để nó một cái bài học mà chúng ta thường nhắc nhở chúng ta thường ngày. Thưa với các vị, nếu như mà trái tim chúng ta chỉ nhỏ bằng một chén nước, thì ai đó bỏ vào một đắng muối thì chén nước đó đã mặn chát. Nhưng mà trái tim của chúng ta rộng lớn như là cái ao, cái hồ, thì dù ai đó bỏ vào đó một nắm muối hoặc vài nắm muối, thậm chí cả bao muối, thì nước ở trong hồ đó cũng vẫn không làm cho cái muối đó mặn. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta, hàng ngày chúng ta cố gắng, chúng ta tập mở cộng lòng của mình ra, chúng ta nới rộng cái tâm của mình ra. Đối với các bậc Bồ Tát, người chư Phật, thì lòng từ của các vị rộng lớn, tâm của các vị rộng lượng như là bao la như biển cả. Nhưng mà đối với chúng ta không có cái tấm lòng bao la rộng lớn như các ngài,
thì chúng ta cũng cố gắng mở rộng cái tâm của mình ra như là những dòng sông, như là những cái ao hồ thật lớn, để ai đó bỏ vào đó nhiều nắm muối, ai đó bỏ cho chúng ta những cái khó khăn, và chúng ta có thể có trái tim đủ lớn, đủ rộng để chúng ta ôm ấp những cái khó khăn, tha thứ và bao dung của tất cả mọi người, và thậm chí cả những cái nỗi lầm của chúng ta. Và phần thứ ba là thầy xin chia sẻ với các vị về chúng ta trải nghiệm hạnh phúc. Trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì quý vị có những lúc mà chúng ta có được cái giây phút thảnh thơi, là chúng ta trải nghiệm được những cái hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của các vị bằng những cái giây phút thảnh thơi đó. Thì chúng tin những cái giây phút mà quý vị có được tâm thư thái, có được cái tinh thần thoải mái, và chúng ta không có trạng thái khổ đau, và cái trạng thái khổ đau này được kết thúc, thì tâm chúng ta rất là nhẹ nhàng. Vì trong đạo Phật thì gọi nó là một cái gì ạ, chúng ta đang sống trong một cái cảnh giới niết bàn trong đời sống hiện tại. Và khi mà chúng ta trải nghiệm những cái giây phút hiện tại được an lạc thảnh thơi, giống như là đời sống của các vị, nếu như là chúng ta chưa có những cái giây phút này, thì chúng ta hãy thực tập. Như hôm nay các vị đang thực tập ngồi tụng kinh, rồi chúng ta nghe những lời quý thầy chia sẻ, và đặc biệt là thầy xin tán dương cái công đức của các vị. Bao nhiêu lâu nay các vị cũng tham gia những cái khóa tu trên mạng hôm nay như thế này, đó là một cái tinh thần để chúng ta học Phật pháp, chúng ta tu tập. Và có những cái lúc mà chúng ta trải nghiệm bằng những cái giây phút hiện tại, là quý vị đi thong thả, quý vị đi chậm rãi từng bước một, để chúng ta cảm nhận về cái thiên nhiên, cảm nhận những cái cảnh vật xung quanh. Có những cái gia đình mà sống một ở thành phố thì chắc có lẽ sẽ chật hẹp hơn, thì chúng ta cũng trải nghiệm với cái cuộc sống hàng ngày của mình. Và trong những cái lúc mà rảnh rỗi, hoặc là những ngày cuối tuần, thì chúng ta có thể tìm một cái nơi như ao hồ gần nhà chúng ta, hoặc là chúng ta đi dạo bước về những cái ngôi chùa thôn quê, để chúng ta có cái cảm nhận về thiên nhiên, chúng ta gần gũi với thiên nhiên, chúng ta gần gũi với lại ruộng lúa, đồng rau, để chúng ta cảm nhận được cái giây phút hiện tại. Đức Phật khuyên chúng ta sống trong tỉnh thức, để cho tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng được trong sáng, chúng ta chứa được những cái hạt giống tốt lành, mà chúng ta nắm được những cái hạt giống tốt lành đó, thì cái giây phút hiện tại, và thông qua các cái lời nói, các việc làm, những cái suy nghĩ của chúng ta hiện nay, đó là những cái giây phút hiện tại, và chúng ta phát huy được cái tinh thần đó khi chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh, với người nhà chúng ta, những người thân chúng ta. Ví dụ như là chúng ta học được cái sự mở lòng đó, thì chúng ta có thể tha thứ cho những cái người nhà, người thân của chúng ta, những người bạn xung quanh của chúng ta. Và chúng ta có được những cái giây phút là chúng ta thở vào thì tâm tĩnh lặng, thở ra thì miệng mỉm cười. Chúng ta an trú trong những cái giây phút hiện tại, và chúng ta cảm nhận được cái sự tuyệt vời trong những giây phút hiện tại đó. Thì trong cái phần thứ ba này là chúng ta trải nghiệm về hạnh phúc. Và qua phần thứ tư thì quý thầy xin chia sẻ với các vị về chúng ta thực tập để dứt trừ những cái phiền não bằng cái con đường chánh đạo. Thì thưa với các vị, trong cái phần thứ tư này thì chúng ta tìm hiểu qua hai yếu tố. Đó là yếu tố thứ nhất là yếu tố về đạo đức, yếu tố thứ hai là yếu tố về trí tuệ, và thứ ba là yếu tố về thiền định. Thì đối với lại yếu tố về đạo đức, thì chúng ta có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, và chúng ta nỗ lực đạo đức. Thưa với các vị, về những cái lời nói đạo đức thì đối với đời sống của các vị, có những lúc mà người thân chúng ta đau khổ, hoặc là bạn bè chúng ta, đồng nghiệp chúng ta đau khổ, thì chúng ta có những cái lời khuyên, những lời chia sẻ. Và chúng ta thường nghe các gia tộc ngữ, chúng ta có câu rằng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế thì chúng ta chia sẻ những cái cảm những cái tình cảm của chúng ta, những cái lúc những người thân gặp những cái điều buồn rầu hoặc là khổ đau trong cuộc sống, bằng cái tấm lòng mà trải
rộng mở rộng ra, giống như là chúng ta mở rộng cái tâm của chúng ta ra như là một cái ao, cái hồ, thì chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ, nhận những cái lời chia sẻ của người khác đến với chúng ta. Và khi mà những lời chia sẻ đó chúng ta bằng cái thành tâm của mình giúp cho người bạn của mình có những cái bơi vơi đi những cái nỗi khổ niềm đau đó, thế thì còn đối với lại hành động, các cái hành động đạo đức của chúng ta thì trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta giúp bằng cái gì ạ? Là những cái lời nói, ngoài ra thì chúng ta bằng cái hành động, việc làm của mình. Như là chúng ta giúp đỡ một người già đang qua đường, hoặc một em bé bị ai đó bị lạc, hoặc là một em bé bị một con chó đuổi được, thì chúng ta đến để an ủi và giúp cho em bé đó, thì đó là những cái hành động mà hàng ngày của chúng ta là mang cái tính chất đạo đức. Hoặc quý vị đi phóng sanh, hoặc quý vị đi phát tâm làm những công việc thiện nguyện, chúng ta đến những cái nơi nuôi người già neo đơn, hoặc những cái nơi mà nuôi trẻ khuyết tật, để chúng ta giúp cho các cháu có được cái tình thương của chúng ta. Và đối với nghề nghiệp đạo đức và trong cái nỗ lực đạo đức, thì chúng ta biết rằng trong cuộc sống, nếu chúng ta chọn những cái nghề nghiệp đem lại những cái đời sống hạnh phúc, đem lại những cái giá trị bền vững về kinh tế, thì chúng ta sẽ có được cái sự bền vững hơn. Thì trong rất là nhiều những cái điều mà trong cuộc sống của chúng ta, như là và hiện nay thì chúng ta thấy rằng là một số những cái nơi, những cái công ty họ cũng biết rằng là chúng ta có được cái nghề nghiệp chân chính, có được cái sự bền vững trong nghề nghiệp, thì họ tạo cái niềm tin, họ tạo cái sự tin cậy của khách hàng. Ví dụ như là bây giờ thì chúng ta thấy rằng là giao hàng qua shipper chẳng hạn, hay là qua những cái nhà xe, và chúng ta có thể chuyển được những cái tiền hoặc cái vật tùy thân của chúng ta qua những cái nhà xe mà chúng ta tin tưởng để đưa cho họ. Hoặc là những cái nơi mà chúng ta gửi tiền uy tín từ nước ngoài trở về, thì tất cả những cái nghề nghiệp mà chúng ta chọn thì cái nghề nghiệp đó phải chân chính, cái nghề nghiệp đó phải mang cái tính chân thực, thì chúng ta mới có được cái sự bền vững. Còn nhiều cái trường hợp như là công ty, các cái công ty lừa đảo bán hàng đa cấp, hay là làm những cái công việc mà lừa đảo, thì chúng ta thấy là một thời gian thì cũng sẽ đưa đến những cái sạc nghiệp. Thì trong những cái năm 2019 thì có một cái công ty, và có một cái danh mở công ty đó gọi là tập đoàn địa ốc Alibaba lừa đảo trên đó là bán hàng đa cấp. Và họ có một cái dự án là gồm có 47 cái dự án, mà cái 47 dự án này không xin giấy phép, thì do ông Nguyễn Thái Lĩnh, ông Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Luyện, từ một cái con số vốn ban đầu của họ đó là chỉ có 100 triệu, và trong 3 năm, cho từ năm 2016 cho đến 2019, thì họ đã lừa đảo đưa ra được một cái con số đó là 26 tỷ đồng. Do những cái nhà đầu tư, và cái nhà đầu tư này cũng gồm cho 6.700 cái nhà đầu tư, và họ lấy tiền của những nhà đầu tư sau trả lãi cho những nhà đầu tư trước, và qua những cái trung gian của những cái ăn hoa hồng của gồm cho 2.600 cái nhân viên. Thế thì quý vị thấy là những cái dự án mà cuối cùng thì người ta vỡ lẽ ra, thì cái dự án này là không xin giấy phép, và cũng không chuyển các cái đất nông nghiệp trồng cây trở thành đất thổ cư, và cuối cùng thì mọi người vỡ lẽ ra, thì là chúng ta thấy rằng là những người mà ham lợi nhuận, những người mà ham cái lợi nghiệp để chúng ta đầu tư vào đó. Thế thì trong đời sống mà quý vị bản thân chúng ta có muốn có được cái sự lập nghiệp chân chính bền vững, thì chúng ta phải có cái nghề nghiệp chân chính, có những cái an toàn để chúng ta chậm một chút nhưng mà nó sẽ được bền lâu, và chúng ta sẽ cảm thấy rằng là ăn ngủ ngon hơn, chúng ta không phải lo sợ một ngày nào đó sẽ
làm cho chúng ta mất ăn mất ngủ. Và phần thứ hai đó là yếu tố về trí tuệ. Thì trong yếu tố trí tuệ này thì chúng ta có hai phần, đó là chánh tri kiến và chánh tư duy. Trong cái những cái yếu tố về chánh tri kiến là chúng ta có cái sự nhìn nhận đúng, chúng ta thấy biết đúng, và chúng ta có những cái nhờ chúng ta thấy biết đúng, nhờ những có cái tư duy đúng, và chúng ta có được cái sự hiểu biết trong đời sống hàng ngày, chúng ta nhận biết mọi vấn đề bằng một cái tri kiến của chúng ta, bằng chánh tri kiến. Và khi mà chúng ta tư duy đúng thì chúng ta sẽ tư duy được về nhân quả, hiểu thấu được về nhân quả, là chúng ta tư duy và không bị lòng tham chi phối, và chúng ta rời bỏ được tham sân si. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày có những lúc chúng ta suy nghĩ rất là thiển cận, chúng ta không có phương pháp, chúng ta không có cái sự hiểu biết đúng, nên là chúng ta tư duy một cách sai lệch, một cách lầm lạc, dẫn đến những cái việc làm và những cái hành động của chúng ta cũng sai lệch. Thì trong cái tư duy này thì chúng ta nhờ cái tư duy đó chúng ta mới chuyển hóa được cái nhận thức của tâm. Thì từ những cái nhận thức mà ban đầu của tâm lệch lạc, sai lạc đi, thì chúng ta có cái nhận thức đúng. Chúng ta chuyển những suy nghĩ, những cái thói quen hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thay đổi những cái thói quen xấu, chúng ta thay đổi những cái điều cố chấp, chúng ta thay đổi những cái điều mà chúng ta cứ cho rằng đó là ý kiến đúng của chúng ta, và chúng ta luôn tranh cãi với người khác. Và chúng ta tư duy tích cực, chúng ta thay đổi những cái suy nghĩ của mình. Thay vì là chúng ta mải mê xem phim hoặc là ngồi nói chuyện với những người bạn của mình, thì chúng ta thay vào đó là những cái thời khóa chúng ta tu tập như hiện nay các Phật tử đang tham gia. Chúng ta tụng, chia thời của chúng ta ra tụng kinh, chúng ta nghe pháp, chúng ta có những cái giây phút ngồi thiền để chúng ta tìm lại những cái an lạc thảnh thơi cho chính bản thân mình. Thì đó là những cái thói quen mà chúng ta thay đổi cái tâm của mình, thay đổi cái nhận thức của mình. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể là tập thể dục, hoặc là chúng ta làm những công việc thiện nguyện để chúng ta phóng thích đi được những cái năng lượng tiêu cực, và chúng ta thu nạp lại những cái năng lượng bình an trong cuộc sống của chúng ta. Thì còn thứ ba là yếu tố về thiền định. Thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta có cái chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì trong cái yếu tố thiền định này thì chúng ta cố gắng đạt được cái phần đó là chánh niệm trong hiện tiền và đại định nhất tâm. Đối với chánh niệm thì chúng ta làm chủ được những cái cảm xúc của mình, làm chủ được các cái hành động, những cái điều mà chúng ta nói ra bằng thân, khẩu và ý, qua những cái việc làm hàng ngày như chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, để chúng ta làm chủ được cái cảm xúc của mình, làm chủ được bản thân của mình. Chúng ta làm những cái gì đó trái với lương tâm thì chúng ta tự nhắc nhở mình, tư duy lại để chúng ta có được những cái tâm ý, những cái giây phút thảnh thơi, chúng ta thấy được là chúng ta có cái sự tĩnh niệm trong những cái giây phút hiện tại. Chúng ta giữ được cho thân, khẩu và ý thanh tịnh, thì thân chúng ta không làm những cái điều ác, khẩu chúng ta không nói những cái lời tiêu cực, không nói những cái lời khó nghe, và ý chúng ta suy nghĩ tích cực để cho chúng ta có được cái tâm thanh tịnh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Còn đối với chánh niệm về định thì chúng ta có được cái đời sống hàng ngày, những cái thiền định của chúng ta, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta có được cái chánh niệm, ngồi với cái tư thế thiền định, và chúng ta có thể bằng cách chúng ta trong cái lúc mà thiền định thì chúng ta có thể là niệm Phật, hoặc chúng ta quán hơi thở. Và khi mà chúng ta quán về hơi thở thì chúng ta để cho thân và tâm chúng ta cảm nhận được cái cảnh vật xung quanh, chúng ta cảm nhận được cái dòng máu chúng ta đang chảy, chúng ta cảm nhận được là cơ thể chúng ta đang sống một cách thảnh thơi, nhẹ nhàng, và những cái
dòng máu lưu chuyển trong cơ thể của chúng ta, tâm thức của chúng ta. Thì khi mà quý vị quán niệm về hơi thở hay chúng ta ngồi thiền định, chúng ta quán, khi mà chúng ta thở vào thì chúng ta thấy rằng là bụng chúng ta phồng lên, và quý vị có thể ngừng, chúng ta giữ hơi thở vào đó một lúc để cho chúng ta cảm nhận những cái không khí từ bên ngoài đưa vào. Và khi chúng ta thở ra thì chúng ta thở rất nhẹ nhàng, chúng ta đưa những cái trược khí ra ngoài và chúng ta giữ ở đó khoảng 2 giây tất cả những khí, và chúng ta cảm nhận được là bụng chúng ta đang xẹp xuống để đưa những cái trược khí ra ngoài. Thì trong cái lúc mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cố gắng đến cái hơi thở của chúng ta, khi hơi thở vào thì bụng chúng ta phồng lên, và khi hơi thở ra thì bụng chúng ta xẹp xuống. Thì trong những cái lúc đó thì chúng ta giữ thở ra, chúng ta giữ vài phút, và khi mà hít thở vào thì chúng ta cũng giữ khoảng 2 giây để cho cái cảm nhận và cái trực khí chúng ta đưa hết ra. Thì trong hàng ngày thì quý vị cố gắng chúng ta ngồi thiền vào những buổi sáng và buổi tối được, để duy trì được những cái thời khóa như thế này thì tâm chúng ta sẽ cảm thấy rằng là được nhẹ nhàng, thảnh thơi. Và khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy thì tâm chúng ta sẽ quên hết đi những cái vọng niệm, chúng ta chỉ an trú vào những giây phút hiện tại, những cái ước niệm quá khứ, và chúng ta không tương lai thì chúng ta cũng cái chi niệm tương lai chúng ta cũng không truy tìm, và chúng ta khép lại toàn bộ và chúng ta chỉ an trú trong những giây phút hiện tại để cho cái tâm của chúng ta được thảnh thơi, được nhẹ nhàng, được thư thái. Và trong cuộc sống hàng ngày của quý vị thì những cái điều mà những cái nguyên nhân đưa đến ưu y khổ não, đưa chúng ta đến những cái cảm xúc của tâm, cảm xúc của thân tâm của chúng ta, bản thân chúng ta cảm thấy nó bị rất là chi phối nhiều thứ, ta bị áp lực nhiều thứ, thì cái nỗi khổ niềm đau của nó chúng ta nhờ cái sự buông bỏ này mà chúng ta khắc phục được, chúng ta giải tỏa được những cái khó khăn trong cái đời sống hiện tại của các vị, và chúng ta biết được cái nguyên nhân, và chúng ta giải phóng được cái nguyên nhân đó thì chúng ta sẽ có được những cái đời sống hiện tại. Vậy thì qua những cái phần mà vừa rồi thì thầy xin nhắc lại với các vị là chúng ta có những cái 4 cái bước, như là chúng ta chấp nhận những cái khổ đau là hiện thực, và chúng ta khoanh vùng những cái khổ đau, và chúng ta truy tìm những cái nguồn gốc của khổ đau. Thứ ba là chúng ta trải nghiệm, khi mà chúng ta có được sự buông bỏ, có được sự được nhẹ nhàng thì chúng ta trải nghiệm với cái an lạc hạnh phúc mà chúng ta đạt được, để cho cái tâm của chúng ta và cái đời sống của chúng ta lúc nào cũng được trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc đó. Và thứ tư là chúng ta thực tập dứt hết các những cái phiền muộn, và những cái phiền muộn này là chúng ta được thực tập qua con đường chánh đạo. Thì còn nhờ mà chúng ta tu tập, nhờ chúng ta tinh tấn, nhờ chúng ta kiên trì, và đặc biệt rằng chúng ta đi theo con đường chánh đạo giống như là các Phật tử đang tu tập hiện nay, thì chúng ta sẽ có được cái đời sống an lạc thảnh thơi, có những cái giây phút nhẹ nhàng, và có được những cái đời sống, và nhờ vậy mà những người xung quanh của chúng ta cũng cảm nhận được cái năng lượng tích cực của chúng ta, cái từ trường tích cực của chúng ta, cái từ trường mà chúng ta buông bỏ được những cái khổ đau, thì trên khuôn mặt của chúng ta rạng ngời lên những cái an lạc, rạng ngời lên những cái điều mà làm cho những người khác xung quanh cảm nhận và muốn gần gũi với chúng ta, muốn chia sẻ với chúng ta. Thì trong đời sống của các vị thì chúng ta nên thực tập và chúng ta biết chia sẻ những cái điều chúng ta tu tập được cho những người xung quanh, để những người xung quanh cũng có thể thực tập và tu tập như mình. Đối với lại đời sống của các vị thì các vị tiếp xúc với nhiều bạn bè, nhiều đồng nghiệp của mình, hoặc là chúng ta chuyển hóa, chúng ta cảm hóa, Phật hóa gia đình của chúng ta, để cho cha mẹ, ông bà hoặc là con cái chúng ta cũng theo đường tu tập có được những cái đời sống an lạc thảnh thơi như là chúng ta đang được tu tập như thế này.
Và thưa với các vị là trong cái chúng ta chìm đắm trong những cái khổ đau, chúng ta luôn luôn nỗ lực để vượt qua. Thì khi chúng ta nỗ lực, ta vượt qua được rồi, thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy là chúng ta nỗ lực như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, thì kết quả chúng ta sẽ được như vậy. Thay vì là chúng ta chìm đắm trong những cái khổ đau, thì quý vị hãy để chúc cho các vị chúng ta chia tay được những cái khổ đau đó, và chúng ta đưa nó về dĩ vãng, là chúng ta vẫy tay chào như với những cái quá khứ khổ đau, hoặc là những cái điều mà không tốt lành đến với chúng ta. Và bằng cái nhân duyên tốt lành, bằng những cái sự mà nỗ lực thích đáng, thì có những cái phương pháp tốt hơn, có những cái bài bản tốt hơn, và các cái nhân duyên thuận lợi hơn, thì quý vị sẽ nắm trong tay mình những giây phút an lạc thảnh thơi. Và thầy xin chúc cho các vị luôn có được cái sự mà thong dong tự tại, bước trên con đường cao rộng, bước lên một chân trời mới. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, thì vừa rồi thì những cái lời chia sẻ của thầy đến với các vị, có các vị nghe có rõ và có dễ hiểu không ạ? Vậy thì chúng ta hồi hướng để chúng ta kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về và chúng sanh đều trong thành Phật.